Cùng với Ebola thì dịch hạch, một căn bệnh đã gây ra nhiều trận dịch kinh hoàng trong lịch sử nhân loại, cũng đang có dấu hiệu quay trở lại. Tại Việt Nam, 12 năm trở lại đây không ghi nhận ca dịch hạch nào và hai ca bệnh cuối cùng được ghi nhận là vào tháng 8 năm 2012. Tuy nhiên, không phải vì thế mà việc nghiên cứu giám sát bệnh dịch này bị gián đoạn, khi mà hàng ngày, hàng giờ vẫn có những bác sĩ, cán bộ y tế ở nước ta đang phải sống chung với chuột và bọ chét. Những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn ý nghĩa to lớn của những con người này. Chải lông chuột cũng là một việc làm đòi hỏi sự kỳ công của bác sĩ này. Vừa dứt khoát, nhưng cũng phải nhẹ nhàng thì mới có được những con bọ chét, vốn bám rất chắc trong đám lông của chuột. Một con bọ chét rời ra, bác sĩ bên cạnh nhanh chóng hút vào ống nghiệm, vì không nhanh, bọ chét sẽ nhảy đi mất. Chúng tôi thực hiện công tác chuyên môn, nhất là định loài, xem loại có là loại nó có nhiều loại chuột, theo định loài trong cảng. Thứ hai là xem cái mật độ khảo sát bọ chét. 10 năm gắn bó với công việc xét nghiệm giám sát vi khuẩn dịch hạch trên chuột, một ngày bình thường của những bác sĩ này thường kết thúc với việc đặt bẫy. Và ngày mới bắt đầu bằng việc thu bẫy. Chuột thì nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng bẫy được. Và nếu không may dịch hạch quay trở lại cảng biển này, thì họ chính là những người đầu tiên phải đối mặt. Chuột là vật chủ trung gian truyền bệnh. Nếu các bác sĩ tiếp xúc với máu chuột qua vết xước ngoài da, có thể bị lây nhiễm dịch hạch. Bọ chét là vector truyền bệnh. Nó có thể đốt con chuột mang bệnh, sau đó đốt người và truyền bệnh. Bắt chuột thì nó cũng không tránh khỏi, chứ nó cũng nhiều lần bị chuột cắn nhưng mà không tránh khỏi cái đấy được. Nghiên cứu của phòng xét nghiệm trong hơn 3 năm trở lại đây cho thấy mật độ chuột và bọ chét ngày một nhiều lên và luôn vượt quá ngưỡng an toàn, đặc biệt là ở nơi có tàu vận tải và kho bãi chứa lương thực. Đáng lưu ý là bọ chét thu thập được từ thực địa đã kháng với hầu hết các hóa chất diệt côn trùng. Ngay từ năm 2010-2011 thì cảng Hải Phòng đã được coi là một cái vừa là ổ dịch cũ, vừa coi là một cái trọng điểm mà có khả năng mà dịch hạch tấn công vào nước ta, cho nên là cảng Hải Phòng đã được chọn là một trong những cái điểm và giám sát toàn diện về bệnh dịch hạch, bao gồm cả giám sát về chuột, bao gồm giám sát về vector là bọ chét và bao gồm giám sát cả bệnh nhân tại đây. Thế tuy nhiên là trong vòng 4 năm qua, việc mà giám sát toàn diện như vậy thì cũng rất may mắn là đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa phát hiện ra một cái bệnh nhân nào nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch, và chúng tôi cũng chưa phát hiện ra tác nhân gây bệnh ở trên chuột cũng như trên bọ chét. Bắt chuột, chải lông chuột, tưởng chừng là những công việc nhỏ nhặt, nhưng nó lại đang là khâu quyết định trong giám sát dịch hạch. Và các bác sĩ này chính là những bảo vệ, canh gác không cho dịch hạch lọt vào nước ta.